tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Mậu Thân 1968 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, đời người có hai việc trọng đại nhất đó là lập gia đình và làm nhà. Bất cứ ai, dù có làm chức vị lớn đến đâu, bận bịu như thế nào thì cũng đều dành nhiều thời gian tiền bạc để làm hai việc lớn này. Trong phong thủy, việc xây nhà cũng cần tuân thủ rất nhiều yếu tố phong thủy về hướng nhà, vận đất để xem xây nhà có được cát lành hay không. Để xây nhà, ta xét đến rất nhiều yếu tố như là kim lâu, quang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ lòng biến vận. Vậy, yếu tố nào là quan trọng nhất? Nếu phạm phải một trong những yếu tố trên mà vẫn làm nhà thì gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 sẽ gặp phải đại hạn gì? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên, ta xét đến kim lâu. Năm 2020 canh tý gia chủ tuổi Mậu Thân 53 tuổi. Theo cách tính này thì sẽ phạm phải kim lâu lục xúc, kỵ chăn nuôi gia súc. Nếu gia chủ xây nhà thì mang tai họa đến vật nuôi trong nhà. Nhẹ thì gia súc, gia cầm chết, nặng thì làm ăn thất bát. Xét đến hoang ốc, tuổi Mậu Thân 1968, năm 2020, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhị nghi tứ thất địa sinh tài, tuổi đẹp để gia chủ làm nhà cất nhà, khi số nhà cửa hưng vượng gia chủ làm ăn phát tài phát lộc. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Mậu Thân cần tránh các năm tam tai, dần, mão, thìn, năm làm nhà 2020 canh tý. Theo cách tính thì gia chủ 1968 Mậu Thân sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ, tam tai. Tuổi này năm này mà phạm phải kim lâu, lục, xúc, kỵ, chăn nuôi, gia súc. Nếu gia chủ mà xây nhà mang tai họa đến vật nuôi trong nhà. Nếu muốn làm nhà mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành như sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên, tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không thì với hướng mình chuẩn bị xây và các hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Thân 1968, nam mệnh thuộc cung Khôn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Khảm Thủy, xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Mậu Thân, cung Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, người mệnh Khôn Thổ bốn hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu: Đông Hỏa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Hữu Quỷ. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến đó là hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà Ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ lòng biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Thân 1968, nam mạng xây nhà Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm mệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Mậu Thân khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban sao cho hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đầu mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thân 1968.
Hướng thứ hai chúng ta cùng sách đến đó là hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà Đại Cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Mậu Thân Nam Mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Thân đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thân 1968. Tiếp theo đó là hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng Đông, mộc khắc thổ. Nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được may mắn và cát lành. Vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Người tuổi Mậu Thân 1968 nam mạng mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thân 1968. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nam mạng tuổi Mậu Thân xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ năm đó là hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Mậu Thân nam mạng xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó
kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ sáu đó là hướng đông bắc, gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo ở đông bắc, ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tô tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm mậu kỷ lục thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tô tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Mậu Thân, nam mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ bảy đó là hướng đông nam, gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất thì không phạm sát, nên cứ sau đông chính mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nam mạng Mậu Thân xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, còn cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ, hoặc là thiết kế bố cục lại phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn, cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Thân đang ở nhà hướng đông nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thân 1968. Và cuối cùng đó là hướng tây nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được, còn sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 hoặc là 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Mậu Thân xây nhà và ở hướng tây nam thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tảo Bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tài phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Mậu Thân cung Khảm thuộc đông tứ mệnh, người mệnh Khảm Thủy có bốn hướng tốt là bắc phục vị, đông thiên y, nam diên niên, đông nam sinh khí. Bốn hướng xấu là tây họa hại, tây nam tuyệt mệnh, tây bắc lục sát, đông bắc ngũ quỷ.
Hãy cùng phong thủy may mắn xét các hung vận hạn từng hướng. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế với nhà tọa Ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát. Hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long Yến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Thân xây nhà và ở hướng Bắc thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bổ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hợp hướng với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắc quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Mậu Thân xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diêm niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diêm niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ gặp được may mắn và tài lộc. Thứ ba chúng ta cùng xét đến đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc cung hướng Đông mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Mậu Thân xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ tư đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Mậu Thân xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà.
Trong trường hợp nhà đang ở hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thân 1968. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, Phạm Tam Sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Mậu Thân, nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc và tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Thân đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thân. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Thủy đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và 6 âm lịch. Với nữ mạng Mậu Thân 1968 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa thì năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do xây hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Thân đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Thân. Tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tị phạm mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cắt lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi 1968, Mậu Thân nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút nên đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và cuối cùng, chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020, sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020, Sơn, Thân phạm vào Mậu Tỷ đô thiên nên không xây được.
Xuân Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng Vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạ sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10 khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất là cát. Tuổi Mậu Thân 1968 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa rừng ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Mậu Thân khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như là nhờ thầy phong thủy giỏi việc khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với nữ tuổi Mậu Thân 1968. Quý vị thân mến, trên đây là những kiến thức về xây nhà, chọn hướng, mượn tuổi động thổ làm nhà cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 của cả nam mạng và nữ mạng. Hy vọng rằng với những gì phong thủy may mắn tổng hợp được sẽ giúp cho quý vị có những sự lựa chọn sáng suốt hơn. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này để phong thủy may mắn ngày càng phát triển hơn. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để những người thân yêu của bạn cũng chọn được hướng nhà tốt, đại cát, đem lại tiền tài, sức khỏe cho cả gia đình. Chúc quý khán giả một năm mới vạn thọ vô cương, kim ngọc mãn đường, gia sự cát tường.